khắc phục, những bộ phận như bugi, lọc gió, lọc xăng nếu gặp vấn đề sẽ gây ra hiện tượng giật cục cho ô tô. Bugi hỏng không chỉ khiến ô tô chạy bị giật cục mà còn khiến xe có thể bị chết máy giữa đường. Do đó, các chuyên gia thường khuyến cáo chủ xe nên thay bugi định kỳ từ sau khoảng 30.000 đến 40.000 km để đảm bảo xe không bị giật khi đang di chuyển. Tuy nhiên nếu xe đã xảy ra hiện tượng này thì chắc chắn các kỹ thuật viên sẽ cần kiểm tra bộ phận này để xác định đây có phải một trong những nguyên nhân gây Lọc xăng đóng cặn lọc nhiên liệu giữ vai trò đảm bảo xe được cung cấp một nguồn nhiên liệu sạch để vận hành ổn định, đồng thời đảm bảo các chi tiết trong động cơ cũng được vệ sinh sạch sẽ khi nhiên liệu đi qua. Tuy nhiên, sau một thời gian vận hành lọc xăng cũng sẽ bị đóng cạn bẩn dẫn đến chất lượng nhiên liệu kém đi cũng như cung cấp nhiên liệu không được lọc sạch đến vòi phun. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến xe chạy bị giật khi tăng tốc. Khi gặp hiện tượng xe bị giật khi vận hành, tài xế cần mang xe đến các trung tâm bảo dưỡng xe để kiểm tra hệ thống lọc. Ám nhiều bụi lọc gió động cơ có nhiệm vụ ngăn chặn và loại bỏ bụi bẩn, khí độc từ ngoài không khí. Tuy nhiên, khi lọc gió bám bụi nhiều sau một khoảng thời gian dài không được vệ sinh thì chức năng này sẽ thuyên giảm, gây tắc nghẽn và ngăn cản lượng không khí đi vào động cơ đồng đều dẫn đến hiện tượng xe giật. Theo các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo dưỡng xe hơi, để đảm bảo xe vận hành ổn định, chủ xe nên vệ sinh lá chắn này sau khoảng 5.000 km và thay thế mới từ 20.000 đến 30.000 km Mét di chuyển. Kim bơm nhiên liệu bị bẩn trong điều kiện bình thường, khi áp suất nhiên liệu được duy trì ổn định, kim phun hoạt động theo tiêu chuẩn với lượng nhiên liệu phun được ECU kiểm soát tốt. Tuy nhiên, theo thời gian, nếu không được vệ sinh định kỳ, đầu kim phun sẽ bám bụi bẩn làm thu hẹp lỗ phun khiến nhiên liệu được cung cấp không đủ, dẫn đến hiện tượng xe sẽ bị giật khi tăng tốc.